Lê Dương Bảo Lâm không đi show một tháng để ở nhà với vợ, liên tục làm thiện nguyện hậu biến cố. Tháng này Lâm không có đi show gì cả, ở nhà với bà Quỳnh thôi. Nào thấy em ổn anh mới làm. Dư mà ánh mắt vẫn đượm buồn. Cái này là Quỳnh chắc cũng làm thường xuyên hả Quỳnh? Mấy ngày làm lần, đúng không? Bún chai 300 phần. Sau khi mẹ vợ mất, Lê Dương Bảo Lâm đã dành thời gian bên cạnh Quỳnh Quỳnh. Anh cho biết bản thân sẽ không đi show một tháng. Tuy nhiên, về phía vợ Dương Lâm lại kêu chồng đi làm. Theo nam nghệ sĩ thì khi nào anh thấy bà xã ổn mới có thể trở lại với công việc. Nhưng Quỳnh Quỳnh thì khẳng định cô đã ổn. Lê Dương Bảo Lâm lúc nào cũng cố gắng theo sát an ủi để Quỳnh Quỳnh nhanh chóng lấy lại tinh thần. Thường ngày khán giả hay soi nam nghệ sĩ ăn hiếp Quỳnh Quỳnh, góp ý anh việc nói nặng nhẹ với vợ trước mặt con. Nhưng có thể thấy, đó chỉ là những miếng hài vui của Dương Lâm. Anh thật sự rất thương bà xã của mình. Và sợ để cô ở nhà buồn nên luôn kề cạnh, chờ cô vui hơn mới đi làm lại. Bên cạnh hoạt động lại quán nước, Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh còn tập trung làm thiện nguyện. Ngày thì vợ chồng anh phát bún chay, ngày thì phát bánh mì và sữa cho bà con. Vợ nam nghệ sĩ chuẩn bị rất nhiều, con số là hàng trăm phần. Lê Dương Bảo Lâm còn ghẹo bà xã sao không đem sinh tố, trà đào, đồ gia dụng ra làm thiện nguyện luôn. Dù gia đình vừa trải qua biến cố nhưng Dương Lâm và vợ vẫn duy trì tấm lòng của mình dành cho bà con. Nam nghệ sĩ cũng nhắc đến mẹ vợ, anh chia sẻ, Bảo Nhi đi học được hỏi về việc bà ngoại mất, làm cô bé nghẹn ngào muốn khóc, Quỳnh Quỳnh nghe vậy cũng muốn rưng rưng theo. Dù bản thân Quỳnh Quỳnh nói đã ổn nhưng mỗi khi nhắc đến mẹ ruột là cô vẫn rất xúc động. Khi trải qua nỗi đau, ai cũng cần một khoảng thời gian rất dài để lấy lại tâm trạng và Quỳnh Quỳnh cũng thế. Nhìn mẹ Bảo Nhi, khán giả vô cùng thương, cô nàng vẫn chưa thể tươi cười và thoải mái như trước kia. Ra coi, nhỏ này, ra anh hát cho nghe, lẹ. Tuy nhiên, Lê Dương Bảo Lâm lúc nào cũng khuấy động tinh thần của cả nhà. Chính vì thế, Quỳnh Quỳnh cũng có thêm một động lực để có thể nhanh chóng tươi tắn. Trước đó, khi đám tang mẹ vợ diễn ra, Dương Lâm bị nói nhà có tin buồn nhưng hay đăng ảnh, quay clip. Nam nghệ sĩ cho hay, mọi người sao khó khăn với tôi quá. Lúc mẹ sống tôi cũng hay đăng như vậy mà, mọi người không thích thì có thể bỏ qua. Nhờ tôi quay mà bây giờ có những kỷ niệm dễ thương, có những khoảnh khắc như thế này. Có người nói tôi không mặc áo tay dài, bất hiếu và bất lịch sự. Tội nghiệp tôi quá, tôi về gấp nên 2 ngày không tắm, có một cái áo cũng là mừng lắm rồi. Hoặc có người cũng thắc mắc tại sao Dương Lâm không khóc trong đám tang của mẹ. Nhưng sự thật thì nam nghệ sĩ có khóc chỉ là trong các đoạn clip Dương Lâm không đăng tải. Con gái anh cho biết đó là lần đầu thấy bà khóc như vậy. Lúc đó không có máy quay và con gái cũng phủ nhận việc nam nghệ sĩ diễn. Lần đầu con mới thấy bà khóc đó mẹ. Hôm ba không có gì. Bên cạnh đó, vợ chồng nam nghệ sĩ cũng bị nói tham tiền vì chưa gì đã buôn bán lại. Lê Dương Bảo Lâm cho biết bà xã ở nhà buồn nên mở quán hoạt động để Quỳnh Quỳnh cũng như bố vợ và mọi người ra vừa bán vừa chơi cho không khí đỡ hơn. Mẹ vợ Lê Dương Bảo Lâm mất khi anh đi quay show. Sau khi về, nam nghệ sĩ cùng vợ lo chu toàn tang lễ cho mẹ. Anh cố gắng làm chỗ dựa tinh thần cho các thành viên trong gia đình. Còn bạn thấy sao về việc Lê Dương Bảo Lâm nghỉ một tháng ở nhà với Quỳnh Quỳnh? Hãy chia sẻ cùng Gian nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!